thích mai này, đam mê sưu tầm bonsai sai các địa trên cả nước đang xem kênh cuộc sống của hoa hậu Giang Ngọc. Do hôm nay thì em có mặt tại bãi biển của chú Phúc ở gần gia đình mình ở thành phố Hồ Chí Minh và chia sẻ cùng lô cô chú anh chị là một lô phôi mai tứ quý với lại phôi mai vàng. Kính mong cô chú anh chị yêu thương ủng hộ cho chú Phúc luôn ạ. Dạ, lô phôi hôm nay thì cây không cao lại khó hết cô chú anh chị. Không cao thế rồi. Đến hôm nay rất là dài cây luôn ha cô chú anh chị ha. Với lại có một số cây bonsai sai lần lượt tứ quý thôi ạ. À, bây giờ em xin mời cô chú anh chị bây giờ sẽ nhìn thấy chào Phương ơi, em cũng chào anh chị Gần Xa, em cũng cảm ơn chị Gần Xa ủng hộ em mấy clip vừa qua. Hôm nay em cũng việc về một số phô mai vàng và tứ quý, mong sự ủng hộ của anh chị, em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Số điện thoại của em là 0939524441 Zalo số này luôn nha anh chị. Đây là giới hết là mãi số 1 nha anh chị, giá không nhiều dễ chơi nha anh chị. Dạ, đầu clip là một phô tứ quý nha, tôi muốn anh chị xem một số cái này là nó bị cha chú quý để chóc da nha anh chị, nhưng mà ở trong nó phần xanh nha anh chị, không có sao nha anh chị. Nó chóc da thôi, trong đây nó còn đỏ, chú quý lúc nào cũng phải có chóc da nha anh chị. Đế thì bỏ đều luôn mà chú chị nha. Này chóc da đỏ nha anh chị. Dạ, đây có cành có ok luôn ạ. Dạ rồi. Bữa nay mày được 24 anh chị. Chiều cao được 75. Rồi cây số 1 này em giao lưu với anh chị là 1.300.000 luôn ạ. 1.300.000 nha cô chú. Mai tứ quý. Một cây mai tứ quý 1.300.000 nha anh chị. Cây số 2. Cũng là tứ quý luôn cô chú. Cây số 2 là có thẹo này nha chị. Tùm được rất đẹp nha anh chị. Đế thì nó trải đều không có chấm vết nào luôn cô chú chị ơi. Rồi năm này được là 30. Dạ. Chiều cao được 43. Rồi máy số 2 em giao lưu với anh chị là 1.800.000 luôn anh chị ơi. Dạ, 800.000 luôn anh chị ơi. Thôi mai tới đi. Cây số 3 nha anh chị. Cái này hồi dáng nó hơi siêu xíu nhưng mà có cành thì ok. Cây số 3 là bị chóc ở chỗ này nha anh chị. Chóc cái này. Cây thứ ba là có thẹo này nha anh chị, em đang lưu ý anh chị. Dạ. Cái thẹo này nha anh chị. Dạ, dạ. Em này hoành được là 25. Dạ. Chiều cao 48. Rồi cây thứ ba này em giao luôn với anh chị là 1.000.000 đồng chẵn luôn anh chị ơi. Dạ, 1.000.000 đồng chẵn luôn anh chị. 1.000.000 nha anh chị. Dạ. Những cái thẹo này em bán rẻ cho nha anh chị. Dạ, có vậy. Cây số 4 anh chị ơi. Bữa nay là giá hữu nghị dễ chơi anh chị. Nó da nó vàng vàng vậy chân, nhưng ngoài trong nó còn xanh hay còn cứng nha anh chị. Nó chú quý mà. Chú quý nó nổ da không gì xanh. Và năm này được 25. Dạ, ở dưới này 50. Chiều cao được 67. Rồi máy số 4 em giao luôn với anh chị cũng 1.200.000 anh chị ơi. Dạ, 1.200.000 giá không nghĩ dễ chơi anh chị. Dạ,
Trại số 5. Năm một cây quái vậy chị. Em này vành được 16. Chiều cao 45. Là mãi số năm em giao luôn cho chị 1,1 triệu chị ơi. 1,1 triệu là chị giáo nghệ dễ trên chị. Dạ, cây số 6. Chị sớ đẹp nha, chơi rất đẹp nha chơi. Không để nó nữa. Quanh em này được 29. Dạ, 29. Chiều cao nó được 1m09. Rồi cây số 6 đem giao luôn cho anh chị là 1,8 triệu luôn à. Dạ 1,8 triệu nha cô chú anh chị. Một hơi tứ quý thơm cao tốt càng có điều à. Dạ mã số. Ủa cây số 7. Số 7 này mà mấy vàng anh chị ạ. Đế cũng khá, đế bỏ điệu hết trơn luôn chị nha. Dạ rồi, con xin số đo luôn hết chứ. Em này hoành được 20. Dạ. Chiều cao 24. Rồi mãi số 7 em giao luôn với chị đậm chiều đậm trắng hả chị? Dạ, 1 triệu trắng luôn. Cây số 8. Một em dáng trực sắc lớn hả cô chú chị coi. Cây 8 là một cây mai vàng anh chị. Dáng trực đế cũng mỏ luôn. Dễ thì cũng bỏ khá là được. Em này hoành được 30. Dạ. Chiều cao được 55. Rồi mã số 8 em giao luôn cho anh chị là 1,3 triệu luôn à. Dạ, 1,3 triệu cô chú chị nha. Giá người dễ cho anh chị ơi. Thôi mấy nhẹ. Dạ, chính. Dạ, số 9 là mai gì? Mãi số 9 nha chị. Mãi số 9 là một con mai vàng anh chị ơi. Em này được 25. Dạ, 25. Chiều cao được 56. Rồi mã số 9 em giao luôn với chị là 650.000 luôn anh chị. Dạ 650.000. Dạ rồi. Mã số 10. Mã 10 là một con thú rất đẹp nha anh chị. Cái này đế nó sợ hơi sợ không mà nó gom cái đầu đế lên. Đẹp anh chị. Cây rất là già, cây luôn á chú. Em lo cái vị trí này nha anh chị. Vị trí này được là 28 nha anh chị. Chiều cao được 30. Rồi mã số 10, số 10 này em giao luôn với anh chị là 1,900,000 luôn à. Dạ 1,900,000. Mã số 11 cũng là mai vàng luôn. Mã 1 cũng mai vàng luôn anh chị ơi. Dạ.
Đấy là đẹp nha chị. Cái anh tử rất đẹp nha chị. Đây, cái này được 21 nha anh chị. Nguyên cũ của nó, nguyên cái thú nó được là 39. Rồi mã số 11 em giao luôn, chị là 1.700.000 luôn à. Dạ, 1.700.000 thôi chú chị nha. Mã số 11. Dạ, mã số 11. Mã 12. Mã 12 một cây phai vàng rất đẹp anh chị. Em này hoành được là 19. Dạ 19 luôn. Cái chọc này cũng 10 mét luôn không chị. Chiều cao em này em lấy mét mốt thôi anh chị. Tới đây mét mốt thôi anh chị. Đấy sởm lên được 20. Rồi mã số 12 em giao luôn với anh chị là 1.300.000 luôn à. 1.300.000 luôn chú chị. Cây rất là già cây luôn ạ. Bán mùa cũng mai vàng anh chị, rất đẹp anh chị. Cũ quá chà bở luôn anh chị. Lên nha mẹ hết trơn luôn cái củ đá này luôn chứ không thấy gì. Cái này em đo hai vị trí anh chị. Em đo giám khảo trên đây ha. Trên đây nó thì được 28 nè. Em đo sát đế đế luôn ở dưới luôn gì nè. Sát đế luôn là được là 42 nha anh chị đó. Trí thì là 42. Củ nở. Chiều cao em lấy là 1m1 thôi nha anh chị, 1m1 tới đây nha anh chị. Dạ, cao 1m1. Rồi mã số 12 em giao luôn cho anh chị 213. Mã số 13 em giao luôn cho anh chị 2 triệu đồng trắng anh chị ơi. Dạ, 2 triệu trắng đó. Mã 14. Mã 14 rồi, con mai kia mới vào luôn anh chị. Em này được là 32. Chiều cao nó được là 1m. Rồi mã số 14 em giao luôn cho anh chị là 1.400.000 luôn anh chị ơi. Một triệu rưỡi đó chú. 1.400.000 nha anh chị. Dạ 1.400.000. Đây rồi. Đấy, lâm một cây đẹp nha chị. Phủ đế đẹp đẹp nha chị. Đế sẵn rồi mình không có nào đế. Mai vàng anh chị. Nên em đo hai vị trí cho anh chị coi luôn ha. Em này được là 22 nè. Vị trí gì nè. Đát đế củ nở. Củ nở nó được là 38. Rồi mã số 15 em giao luôn với anh chị là 1.200.000 luôn anh chị ơi. 1.200.000 đó chú. À 1.200.000. Dạ 1.200.000. Dạ mã số 16. Một em sừng rắc con ca. Sừng rắc con ca mà kia cầm này tôi biết. Bây giờ là mùa nhất. Ai sáu một cái mai vàng này đẹp anh chị. Có chốt cành nó rắc lượng cho chỗ này nó ấy đẹp anh chị. Đế cũng khá đế luôn. Ở trên này nó đưa dán lông rất đẹp anh chị ơi.
Em này được cả 21. Chiều cao em kể mét tư hơn chị. Tới đây em mét tư hơn anh chị. Rồi mã 16 em giao luôn với anh chị là 900 ngàn luôn à. Dạ 900 có không chú? Mã số 16 900. Số 16 900 anh chị. Dạ rồi. Mã 17. Mã 17 là cây mai già rất đẹp anh chị. Cao đẹp nha anh chị, đế cũng khá luôn. Đế càng rõ luôn đúng không? Đế sẫm luôn mà nó gom cái nào đế. Dạ gom nào đế là không gửi lớn lớn. Đủ bự không anh chị? Em này được 28. Dạ 28 rồi. Chiều cao mét mét 3 anh chị ơi. Rồi mã số 17 em giao luôn chị à, 2.200.000 luôn à. Dạ một cây phong rất là cao nha anh chị. Cái cốt cây này mình cũng vô ghét luôn hả? Dạ rồi con gửi lên nữa à. Mã 18. Dây cành thì nó bỏ đi. Dây cành hết rồi, đẹp anh chị. Đế nó lên nhanh, nhanh hết rồi. Lên nhanh hết rồi, chị ơi. Sởm lên mà nó vô cái nồi đế luôn à. Củ nào nó bự bự không anh chị? Em này hoành được là 20. Củ nở nó được là 33. Ca em lấy mét 2 à anh chị ơi. Rồi mã số 18 em giao luôn với anh chị. Mã 18 em giao luôn với anh chị là 1.300.000 luôn à. Dạ 19 nha anh chị ơi. Em này được là 24. Chiều cao em này em lấy mét thôi nha anh chị. Rồi mã 19 em giao luôn với anh chị là 650.000 luôn anh chị ơi. Một triệu mấy? 650.000 mã 19 nha anh chị. 650.000 mà 20 cái ghế đó mình đẹp nha chị. Cái này em đo 29 anh chị. Quanh được là 26. Củ đế đặt nở này được là 75. Rồi mã số 20 em giao luôn với anh chị là 1.900.000 luôn à. Không phải. 21 và một cây chú quý anh chị ơi. Một cây chú quý tàn anh chị. Dạ chi tàn cũng ok lắm cho chú Nguyễn nè. Đế thì nó gom củ não luôn mà. Dạ rồi con xin số đo luôn chú nè. Dạ.
năm nay được 22. Dạ 22 ạ. Chiều cao 1.5m. Đá ngang được 1.1m. Rồi mã số 21 đem giao luôn với chị là 1.500.000 luôn à. Dạ cuối clip cũng chào anh chị gần xa ủng hộ em mấy clip vừa qua. Hôm nay em cũng về một số khoai mai quý quý nhưng mà mai vàng. Mong sự ủng hộ của anh chị, cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Hẹn chị clip sau chị ạ. Em xin chào và gặp lại các bạn.